Đối chúng xin chào các bạn của VT Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Thợ lặn Thái Lan thiệt mạng trong lúc cứu 13 người kẹt dưới hang Hàng chục người mất tích trong vụ lật tàu ở Thái Lan Và nổ ở chợ pháo bông ở Mexico 24 người chết Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay một thợ lặn của Hải quân Thái Lan Thật ra là, là cựu thành viên của nhóm siêu thợ lính đặc, đặc, biệt của Thái Lan đó, đã bị thiệt mạng Trong lúc ông này gắn mặt nạ và lặn và đeo cái bình dưỡng khí lặn vào cái khoảng đường gọi là dưới đường hầm á, mấy cây số để cứu 12 cái em tuổi từ 11 đến 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi bị kẹt trong đó hơn 10 ngày nay. Thì khi ông này đi vào nó chắc lẽ là không ngờ là cái đoạn đường nó quá dài bởi nó bị ngập nước. trước trước chúng tôi nói với quý vị này, mưa nó lớn, những ngày này 23 tháng 6 họ đi chơi vùng đó sau một trận đá banh thì tự nhiên bị mưa, mưa thì bị nước nó ngập hết, họ bị kẹt ở trên không ra được. Và bây giờ đang tìm cách là gửi những cái đồ mà tập lặn xuống để cho mấy em này tập để lặn đi ra thì có một ông lính người nhái là ông đi vào ông bơi vào để tiếp sức cho mấy em này thì nửa đường chắc là dài quá thì cái bình dưỡng khí hết hơi và ông bị bất tỉnh thì lúc mà ông bị nổi lên người ta tìm cách cứu ông nhưng mà không được thì cái điều này nó cho thấy rằng là cứu những cái người này trong hang thì rất là khó khăn và ông tình trưởng ở đây nói rằng tình trưởng trang rai bảo là phải cứu ngay lập tức bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian bởi vì họ sợ rằng cuối tuần này và thứ bảy sẽ có mưa lớn mà nếu mưa lớn thì cái nước nó còn dâng lên nó rất là nguy hiểm thành thử ra là cái vấn đề mà bây giờ ở bên Thái Lan họ đang rất là khó khăn bởi vì thưa quý vị cái đường hầm này nó đi vô nó bị ngập nước hết mà nó dài tới ba bốn cây số không biết làm sao mà ta đưa ra bây giờ hút nước ra thì hút không kịp mà nếu mà mưa vào nữa thì thành ra bây giờ Thái Lan họ đang rất đau đầu cái chuyện này mặc dù họ biết rằng là khó khăn nhưng mà họ không còn thời gian đó là theo như là tình trưởng Trang Rai nói cho biết như vậy cũng một cái tai nạn khác ở Thái Lan thưa quý vị xảy ra tại cái vùng biển Phuket là cái nơi mà du lịch nổi tiếng miền Nam Thái Lan có rất nhiều du khách quốc tế đến chơi thì có hai cái tạ phà chở khách bị lật lật úp luôn bây giờ có 50 người bị mất tích mà trong đây đa số là du khách Trung Quốc ở một cái một trong hai cái tòa cái cái cái, phà bị lật đó người ta nói rằng là chở tới 105 hành khách trong đó 93 người là là du khách và cái thành phần gọi là cái cái nhân viên trên cái tàu cái phà 11 người nữa thì bây giờ bên Trung Quốc cũng đang cho người qua cùng với hải quân Thái Lan họ lặn xuống cái vùng biển Phuket này để mà coi có thể tìm được ai hay không thì cho đến giờ phút này người ta cho biết là khoảng 50 người bị mất tích người ta chưa tìm được lại cũng một tai nạn khác xảy ra trong ngày hôm nay nữa thưa quý vị là tại thành phố um, Tupepec cách ở phía bắc của Mexico City độ khoảng chừng 45 cây số rồi ở đây nó có một cái, gọi là cái khu cái làng cái thành phố nổi tiếng làm pháo thế giới hàng năm họ tổ chức đại hội pháo hội trợ pháo thu hút thế giới đến nhiều lắm ngày hôm qua họ bị một vụ nổ ngay cái chợ pháo làm cho 24 người thiệt mạng thì tin cho biết là khi mà nổ là cảnh sát với lại cứu hỏa tới liền tới liền là nổ thêm nữa thì ra làm cho một số nhân viên cảnh sát và nhân viên cứu hỏa cũng như dân thường bị thiệt mạng đó là theo cái lời mà ông uh, thị trưởng ở đây cho biết thì thưa quý vị ở đây không phải lần đầu tiên mà ở Mexico với cái chợ pháo bị nổ bởi vùng này vùng làm pháo mà họ đem họ bán thì không biết lý do gì họ để không an toàn như thế nào đó hồi năm 2016 đã có hơn 35 người thiệt mạng cũng tại cái chợ pháo San Papito của thành phố này rồi năm 2005 cũng có một vụ nổ tương tự tại cái chợ bán pháo bông làm bị thương nhiều người và gây thiệt hại nặng. Thế thành phố này đó, họ có truyền thống làm pháo hơn 200 năm qua. Họ làm pháo nổi tiếng nó bán khắp nơi thế giới luôn nhưng mà đem ra bán thì không biết để như thế nào vì để an toàn cho nó nổ. Không biết cái chợ pháo mà chỗ nào pháo nó nổ nổ banh càng luôn. Ở trên màn hình người ta chiếu từ trên cao chúng thấy là xe hơi rồi tòa nhà nó bị cháy rụi hết mà nó tan tành. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.